Thân ái xin chào các bạn, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay Quyên Viễn Sài Gòn Audio giới thiệu với anh em chúng ta một đôi loa đến từ nước Anh, BMW. Đôi loa cũng khá là nổi tiếng, đôi loa này hàng nồi. Dòng BMW này nó có sản xuất tại Việt Nam và có sản xuất tại Trung Quốc nữa. Chứ đôi này thì hàng nồi của Việt của Anh, không qua nước thứ ba các bạn nha. Và đôi BMW 603X2 này á là một đôi loa phải nó cũng đình đám nè. Bây giờ các bạn cùng xem về cái ngoại hình của nó nha. Về tổng thể phía bên ngoài nhìn khá là đẹp phải không? Mặt trước có cái màu xám xám, xám lông chuột. Và đôi này về kích thước thì nó chiều rộng 23,5, chiều sâu 29 và chiều cao 86. Có những đôi loa BMW thì rất nhiều người thích chơi, tại vì tiếng nó rất trầm và dày, tiếng nó dày. Đôi loa này thì phía sau các bạn nhìn nè, nó công suất của nó là 150W, từ kháng nó 8 ohm. Đôi loa 603X2 này rất nhiều người chơi như mình vừa nói. Vâng, và nó có cái hai cặp pin quay luôn, mình có thể mình chơi pin quay với những amply đời nông cũng được. Mà con này rất dễ phối ghép này, phối ghép amply nào được hết, amply đời nông hoặc marang sò sắt hoặc là sò than là ok. Hôm nay mình ghép với một con marang 1150 này, marang 1150, con này chơi cũng khá là hay với qua cái đầu dạy mã nè. Mình đang có hai cái đầu dạy mã luôn, ba con luôn á, mà mình để chuẩn bị hai con thì mình giới thiệu luôn hai con, một con YDA 12 và một con marang nha. Đấy, và bây giờ nè các bạn nhìn xem cái về bề ngoài của những cái loa, cái mặt trước của nó mà như này dính gì nha, mặt trước của nó là cái mic là mic bass nè, sợi thủy tinh nha, và chép một bass 20, cái kiềng này là bằng gang nè. Đấy, và bây giờ tổng thể là như vậy. Bây giờ chúng ta cùng ngắm một lần nữa trước khi cho Tuấn Nguyễn cho nó nằm xuống, rồi chúng ta cùng tháo ra nè. Đấy, tháo ra xem nội thất phía bên trong như thế nào nha. Mình lúc nào mình cũng làm như vậy để các anh em chúng ta khỏi phải lăn tăn những cái đôi loa nó đẹp như thế này. Và sau mình sẽ báo giá luôn đôi loa này BMW 603X2 này, giá là 13.500.000 đồng nha. Và mình đang phối ghép với một mà răng 1150 amply thì giá là 15 triệu đồng. Và hai con dễ mã lấy nhạc lấy tín hiệu ngồi vi từ internet xuống nha. Và bây giờ xin mời các bạn cùng xem nội thất phía bên trong của đôi loa. Vâng, bây giờ Quý Nguyễn cho đôi loa nó nằm xuống này, rồi mình mở ra trong của đôi loa BMW này là xem nha. Các bạn nhìn thấy này, đây là cái đế loa, và mình mở mình để ngửa ra. Loa này là bass 20 viền cao su. Đây các bạn, mình đang để ngửa. Bây giờ mình này, viền cao su. Và mình các bạn có thể xem luôn cái côn của nó cũng được. Đấy, côn rất đẹp, côn nhện khá là đẹp. Loa khá là đẹp. BMW. Đây, cực kỳ đẹp luôn á. Các bạn nhìn thấy hai cái phân tầng của nó, của mỗi loa. Màng nó là bằng sợi thủy tinh. Đây các bạn, nhìn khá là đẹp ha. Khung sườn khung cái khung nhôm đúc. Đây. Made in Anh Linh. Và điều đặc biệt là hai cái chép của nó thì nó khác với những chép bình thường. Nó đều có những cái đuôi này ra. Đấy. Có nhiều con nó bị mất. Đấy là tổng thể cái nội thất phía bên trong của cái đôi loa BMW này. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ ráp lại rồi mình test một bản nhạc nha. Em chúng ta cùng xem xong nội thất và ngoại thất của cái đôi loa BMW 603X2. Bây giờ xin mời các bạn cùng Quý Nguyễn nghe một đoạn ca khúc mình lấy nhạc từ mạng internet qua cái đầu dạy mã. Xin mời các bạn cùng thưởng thức.
đã nói đó, tiếng những cái tiếng lời nhạc và tiếng bass qua cái đôi loa này tiếng rất dày, nghe rất phê phải không? Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau.